chào tất cả các bậc phụ huynh, chào tất cả các con. Cô tên là Lê Thị Thanh Hằng, giáo viên lớp 17 trường Mầm Non Hướng Dương. Hôm nay rất vui được gặp lại các bậc phụ huynh cùng với tất cả các con. Trước khi đi vào hoạt động ngày hôm nay, cô có một câu hỏi dành cho tất cả các con. Các con đã được ba mẹ dắt đi khám bệnh chưa nào? Khi đi khám bệnh, các con thấy bác sĩ thường sử dụng những dụng cụ gì để khám và chữa bệnh cho mọi người? Bác sĩ thường sử dụng rất nhiều dụng cụ để khám bệnh và thường hay sử dụng nhiều nhất đó là kim tiêm, tai nghe hoặc là dụng cụ đo nhiệt độ để khám bệnh cho chúng ta. Vì vậy, các con cần phải biết yêu quý và biết ơn các bác sĩ nhé! Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh hoạt động tạo hình với đề tài hướng dẫn phụ huynh giúp trẻ vẽ dụng cụ của bác sĩ. Trước tiên, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho các con một số dụng cụ như giấy vẽ, màu tô, bút chì hoặc là bút lông. Trước tiên, mời các bậc phụ huynh và các con cùng xem tranh mẫu nhé! Chúng mình cùng quan sát tranh mẫu. Tranh này cô đã vẽ ba dụng cụ của bác sĩ đấy. Đó là chiếc xi lanh, ống nghe và chiếc đo nhiệt độ đấy. Để vẽ được một chiếc xi lanh, cô sẽ vẽ mũi tiêm trước này, sau đó sẽ vẽ ống tiêm. Các con hãy quan sát nhé. Và bây giờ sẽ vẽ phần bên dưới của ống tiêm nào. Tiếp theo đó, cô sẽ vẽ ống nghe của bác sĩ này, gồm có hai cái tai nghe. Sau đó cô sẽ vẽ hai đường cong làm ống nghe đấy. Tiếp đến đây là dây nghe đấy các con ạ. Vậy là cô đã vẽ xong ống nghe rồi đấy. Các con thấy có đẹp không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy vẽ cái đo nhiệt độ nào. Rất là đơn giản đúng không các con? Vậy là cô đã vẽ xong ba dụng cụ làm việc của bác sĩ rồi đấy. Đó là ống tiêm, ống nghe và chiếc đo nhiệt độ đấy. Bây giờ cô sẽ đi tô đậm lại một lần nữa. Sau đó chúng mình sẽ đi tô màu nhé. Ở đây cô sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho chiếc xi lanh. Các con nhớ tô màu thật khéo léo, không để màu chờm ra ngoài nhé. Sau đó cô sẽ sử dụng màu xanh để tô màu phần tay cầm của ống tiêm và vẽ vạch chia trên ống tiêm của xi lanh. Vậy là cô đã tô màu xong chiếc xi lanh rồi. Vậy còn chiếc ống nghe thì sao? Cô sẽ dùng những màu gì nhỉ? À, cô sẽ dùng màu xanh lam để tô phần tai nghe. Sau đó, cô sẽ dùng màu tím để tô phần ống nghe đấy. Chúng mình hãy cùng nhìn xem nào. Tiếp theo, cô sẽ dùng màu cam để tô màu cho phần nút nghe và phần chuông nghe. Vậy là cô cũng đã tô xong một chiếc ống nghe nữa rồi đấy. Thế còn chiếc đo nhiệt độ thì sao nhỉ? Cô sẽ dùng màu vàng để tô phần bên ngoài của thân đo nhiệt độ. Rồi cô lại dùng đến màu xanh da trời để tô những phần tiếp theo. Và cuối cùng cô sẽ dùng màu ghi để tô phần cảm biến của chiếc đo nhiệt độ và một phần của ống nghe. Thế là cô đã hoàn thành xong ba đồ dùng của bác sĩ rồi đấy.
chúng mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Cô cảm thấy vô cùng thú vị và hấp dẫn đấy. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các bậc phụ huynh vẽ một số dụng cụ của bác sĩ. Các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn lại cho các con của mình nhé. Trong tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra, chính những hoạt động này sẽ giúp cho trẻ vui vẻ hơn, hứng thú hơn khi ở nhà đấy. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.